Ok, hiện tại mình vẫn còn ở trong thành phố Vạn Ngãi và xung quanh mình đang là sương mù và sương mù. Thì mình không thấy đường luôn á. Ok, thì hôm qua là mình có giặt đồ và đồ mình phơi trong nhà nên là nó khô không kìa. Và đây là cách mà mình phơi đồ nè. Đấy. Một cái quần và một cái áo bên kia nè. Đây có áo này nữa. Tức là đồ chưa khô. Tiếp nha. Thì mình vẫn còn trong thành phố Vạn Ngãi. Khoảng 68 cây nữa mình sẽ tới Tam Kỳ, và Tam Kỳ mình sẽ hẹn có người quen, và sau đó mình sẽ từ Tam Kỳ cho tới Huế. Từ Tam Kỳ tới Huế khoảng 42 cây nữa. Thì tối nay mình có hẹn với một thằng công ty khoảng 7 giờ rưỡi nó bay ra, là khoảng 9 giờ tới đó. Thì nói chung là mình sẽ dành cái giấc mà từ Tam Kỳ cho tới Huế dành trong buổi chiều. 42 cây mình có thể đạt trong vòng 2 tiếng, 3 tiếng. Nhưng mà mình quan trọng là cái phút mà từ đây tới Tam Kỳ mình phải tới trước khoảng 11 giờ hoặc là 12 giờ. Tại vì giờ đó rất là nóng, mình nắng, mình có thể dễ bị mệt đó. Nên là hiện tại đang là 7 giờ. Bò đã tới rồi. Cái này mới đúng là bún bò trong Sài Gòn mình ăn. Vị y chang luôn. Có thể là sương mù và rất là lạnh, nhưng mà buổi trưa thì cực kỳ nóng luôn, chẳng hiểu tại sao. Ok, một cái nón. Ok, tiếp mình còn khoảng 38 cây nữa là tới Tam Kỳ nha, là tới chỗ nghỉ trưa của mình. Ok, mình tới Tam Kỳ nha, và mình đang chờ cô đó ra chở mình vô. Cô mới ăn xong đó. Ủa? Cô vừa mới hạ cái đuôi đũa xuống thì con gọi là cô chạy đó. Ủa gì? Ok thôi, con đi thẳng vào vườn này được rồi. Tới thẳng hết nha. Dạ. Dạ, bye bye cô, cảm ơn cô nhiều. Cái gì về con ghé, về có gặp cô trong đó thì con ghé qua. Thank you.
Ok, mà hiện tại mình đang còn cách cửa đại khoảng 17 cây nữa. Bánh tráng này ăn dính rồi là hơi ồn. Ok, mình tới cầu Cửa Đại nha. Tức nghĩa là mình tới Hội An rồi. Và bây giờ mình sẽ đi về chỗ nghỉ và cất đồ kiếm nha. Và hôm nay mình sẽ ở lại Hội An chơi nha, chứ không có edit nữa. Mình không muốn ở lại chỗ này mà edit đâu. Nên mình sẽ đi chơi nha. Mắc ỉa quá, nãy giờ mắc ỉa, giờ có gì ỉa. Các bạn phải có view này nè. Phải có view. Có cái hồ bơi này nha. Ok, mặt trời Hội An đang lạnh nha. Và mình không biết là mình sẽ đi kịp không. Bây giờ mình cũng đi tìm gì nha. Đây là món đậu lòng nha. Lần đầu tiên mình ăn món này luôn, mình biết món này là gì nữa. Người biết nó là mì á, không biết nó là gì. Là mì, nó như mì quảng vậy à. Mình nghĩ là vậy nha. Ăn nó hơi nhạt nhẽo, mình biết phải do mình đâu, nhưng mà nó có gì muốn không ta. Nước tương dưới. À phải trộn lên. Lần đầu mình tới Hội An nên hơi bổ ngỡ nha. Bổ ngỡ. Ok. Cảm ơn nha. Xém à. Hai ăn một đậu hũ rồi đi. Đậu hũ chân châu đen. Đậu lúc nó sẽ ngọt luôn mà nó chưa lạc quả. Ok, mình mới đi phố cổ Hội An nha. Và mình sẽ review về cái chỗ đó sau. Nhưng mà mình mới về mình nhìn lên giường và mình thấy con này. Con này là ngày xưa nếu mà bạn nào đi học tiểu học mà có mua ngoài cổng trường thì chắc biết á. Mình thì ở Sài Gòn nhưng mà mình vẫn biết con này con gì nha. Mà hồi đó mình có nuôi con này mà. Đây là con bọ củi nè. Đây. Hình như là nó là con bọ củi, mình nghĩ vậy. Nhưng mà giờ mình sợ mấy con này lắm, mình không dám đụng vô. Hình như là đụng vô đâu nó sẽ búng lên nữa. Mì bro. Whoop. Ok, giờ tới màn review. Oh shit. Không phải. Mình tưởng mình ngồi lên con đó. Okay, còn bây giờ sẽ là màn review về mình đi phố cổ Hội An nha. Một thằng ở Sài Gòn đi phố cổ Hội An. Mình đi vô chỗ đó, chỗ khu du lịch mà, nên là đồ ăn nó mắc thì mình nghĩ là nó chỉ bình thường, nhưng mà khi mà mình tính tiền mình không nghĩ là nó mắc như thế. Mình đi xuyên gì mà ăn vậy mới thì nó hơi mắc, nhưng mình trải nghiệm mà không sao hết. Và tiếp theo là mình bị móc đồ. Cái túi trước xe đạp của mình á, mình hay để đồ bên đó mà không có gì trọng á, có cái máy quay này nhưng mà mình lấy ra rồi mình mang đi rồi. Có áo khoác này kia không có gì hết. Thì mình để cái xe ở bên kia. Mình cứ ngồi mình nhìn cái xe của mình bên đường á, mình thấy có mấy nhóc cứ ngồi đó xong rồi cứ chọt chọt cái xe mình rờ cái gì á. Rồi mới đầu mình ngồi nhìn hoài coi có nó làm gì không. Thì nó cũng có mò mò vô túi mình cũng đứng lên xong rồi nó nhìn mình xong nó đi. Nhưng mà mình biết là cái túi đó không có gì nên mình cũng không qua làm gì. Nếu như mà có gì thì mình biết mình có mất gì không. Mình không nói xấu về Hội An nhưng mà trải nghiệm mình hôm nay vậy thôi. Mình bình thường, tại vì mình không có gì ở chỗ đó, người mình có gì đâu, tiền mình cũng không có nữa. Lần đầu mình tới đây mà, vui. Nếu mà có gì mình cũng quay lại đây đó, nhưng mà mình sẽ không đi bằng xe đạp đó. Mình đi bằng đi bộ hoặc là đi xe tới đây xong mình đi bộ đó vui á. Tại mình nãy mình dắt theo xe đạp nó hơi rườm rà. Kết thúc video ngày thứ 15, mình không biết nữa, hình như là 15, tại vì 4 cái video mình chưa edit nữa nên mình không biết hôm nay ngày mấy nữa. Quảng Ngãi đi Hội An. Và ngày mai là từ Hội An mình sẽ đi Đà Nẵng. Một cung đường ngắn thôi, nhưng mà tại vì Đà Nẵng là một thành phố lớn mà. Có thể mình sẽ ở lại Đà Nẵng chơi hoặc là gì đó mình không biết nữa, nhưng mà tối nay mình sẽ có một người đặc biệt tới. Nên là mình mới ở cái khách sạn, một cái không phải khách sạn, một cái villa xịn vậy. Mình ra có 650 à. Có hồ bơi ở dưới, mai có ăn sáng nữa 7 đến 9 giờ. Nên là mình đi cũng ngắn á, mình có ăn sáng 7-9 giờ thì cũng không sao, chứ bình thường 4-5 giờ mình đi rồi.
mình xuống đón Khứa này nha. Ê cô, mày đâu vậy? Đi đạp xe. Mày là nào tự nhiên tao đi. Xin chào các bạn đến với vlog của Long Huỳnh. Thì hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi review Câu Côn Villa. Sao tao tới nửa Việt Nam tao vẫn gặp mày vậy? Thì hôm nay mình sẽ khó hơn không mất. Chào các bạn. Thì như bạn thấy mình ở cái resort này không có được hài lòng cho lắm. Tao làm cái tripod cho mày. Rồi ok. Xe đẹp quá. Đi con đường nghỉ. Cảm ơn anh. Má anh cho mình mượn xe cũng hồi hộp lắm. Thấy mình vậy mặt anh cũng hồi hộp. Sợ ơi sợ. Để hút đứa thuốc cũng ngon luôn. Ok giờ mình ra phố cổ nha. Đi cùng với bạn tình của mình. Bình Long. Hết sạch rồi chú. Còn gì không chú? Còn thịt nướng kìa. Thịt nướng đi, cho mấy cái thịt nướng đi. Tôi với anh Phan nó bụng quá. Kiếm gì ăn. Thấy mấy cây thịt nướng này đúng ngon kìa. Lô quá hả mày? Hàng này nói chuyện mất dạy lắm. Dạ, ăn thịt luôn đi. Cảm ơn, ngon con. Ngon hả? Dạ. Dạ. Cho tao vô với. Đây là mình khai nha, đây là cao lầu và đây là mì quảng nha. Giống đi phố tour, đẹp xe đẹp không? Okay, mấy anh tôi đang ngồi ở ngoài cái phố cổ Hội An. Bữa giờ tôi đi xuyên Việt bình thường lắm mà không biết có con Khứa này, không biết nó làm sao nữa. Tôi mong là Khứa này nó bình thường giùm. Lạnh quá, lạnh không? Má, lạnh quá. Có cái nhíp của mình. Của em nó thọc vô trong luôn rồi. Neo cu rồi.